Dạ, yeah, mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc sống Mỹ Đạt Nguyễn. Lời đầu tiên Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay mình đọc được một cái bài báo các bạn. Đó là Việt Kiều qua Mỹ à, muốn có dư phải cài như ngựa, như trâu. À, họ than phiền về những cái như là bảo hiểm sức khỏe đồ ăn thức uống của Việt Nam ở đây nó mắc mỏ quá chi phí điện nước nhà cửa bảo hiểm vân vân thì à, mình à, có tiêu đề của mình là mình đặt ngược lại thà qua Mỹ cài như ngựa như trâu còn hơn ở Việt Nam chỉ có đôi bàn tay trắng <laughs> bạn ở Việt Nam bạn cũng phải cài như bò như trâu chứ không phải không như bàn bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Cho nên người Việt Nam bây giờ họ mới đi rất là nhiều các bạn đi bất cứ về hình thức gì luôn á. <laughs> Khi mà những con người họ qua đây xong, chuẩn công bài bài báo này luôn, họ lại nhớ quê hương. Thì à, quê hương á thì ai sinh ra mà không nhờ sẽ không lớn nói thành người. Nhưng mà tại vì không đủ sống khó khăn quá, người ta mới bỏ đi. Những con người này họ đi qua đây rồi họ da trắng mặt trơn, phải không? Rồi lại họ quên tại sao quê hương của họ khổ quá họ phải bỏ đi rồi xong rồi họ nhớ họ nhớ cà pháo họ nhớ mắm tôm đồ ăn ở việt nam ở chỗ ở bên mỹ này mắc tiền lắm đi làm ráng lắm mới có ăn qua mỹ á, là phải cài hai ba việc mình không biết á tại sao các bạn lại cài hai ba việc vì lý do gì mà bạn cài hai ba việc vì lý do nếu bạn cài một việc bạn không đủ sống nha bạn cài một việc không đủ sống thì uh, cho nên mình khổ quá mình mới cài hai việc nhưng thực tế ở mỹ bạn cài một việc là bạn đủ sống rồi <laughs> bạn đi mua nhà đa số bạn làm hai chóp cái chóp thứ hai của bạn á, là nó phải cũng là full time người ta mới nhận cái cái nhà băng nó mới nhận còn mà bạn làm á, hai chóp mà bạn làm cứ 6 tháng bạn nghỉ 6 tháng bạn nghỉ người ta đâu có lấy cái cái hai chóp đó để bạn mua nhà đâu mà không có ai á, mà khùng á mà lấy cái hai cái income mà đi mua nhà các bạn tại vì á nó trả nó cho bạn mượn thí dụ một income nó cho mà bạn mượn 300 ngàn hai income nó cho mượn bạn mượn 600 ngàn thí dụ như vậy đi bạn mua căn nhà 600 ngàn liệu bạn làm hai chóp được bao nhiêu năm <laughs> tại sao những người qua đây họ đi là cài hai việc cũng mình mình là những trong số đó cài hai việc kinh nghiệm cài hai việc của mình cảm giác cài hai việc của mình mình biết mình kể cho các bạn nghe <laughs> tại sao mình làm hai việc mình làm một việc mình đủ sống không đủ sống nhưng tại vì mình tham mình muốn có nhà mình muốn có xe mình muốn có nhà to hơn mình muốn có xe đẹp hơn thì mình đi cài hai chốt thôi cháu hãng của mình có overtime nhưng mà mình không có làm mấy bạn Mình đi cài hai chóp Thứ nhất Khi cài hai chóp á Cái việc đó, đó nó cũng cùng một cái công việc hiểu không Là mình lấy cái kinh nghiệm Ở hãng này á Nó cái cách vận hành của cái hãng nó khác Và bên đây nó cách vận hành có nó khác Cho nên á Cái kinh nghiệm mình có gấp đôi Còn các bạn mà đi làm việc bình thường Bình thường thì bạn không có học được nó gọi là vô làm để kiếm tiền thôi, con nghìn làm để kiếm tiền đúng, nhưng mình học hỏi được nhiều những cái thứ từ các hãng khác nhau các bạn. Cho nên nó có kinh nghiệm. Qua đây à nếu mà mình không có lòng tham á, mình làm chỉ có à, trời ơi, mua chiếc xe nhỏ nhỏ chạy thôi, hay không? Ở cái nhà nhỏ nhỏ thôi thì ok, 8 tiếng ok các bạn. Nhưng mà tại vì muốn quần là áo đẹp cho nên phải đi cài hai chớp, mà nó cài hai chớp xong rồi nó thang rồi nó than xong rồi đó là ăn ngủ trong xe cái thế nào gọi là ăn ngủ trong xe các bạn những con người thí dụ như mình mình ngồi trong xe mình có thể là ngủ chút xíu trong xe có thể hoặc là ăn trong xe tại sao tại đầu nó mới lôi chiếc xe vô thấy không qua bên mỹ khổ lắm việt kiều là ngồi trong xe nhiều hơn là ở trong nhà việt kiều là ăn ngủ trong xe không <laughs> lúc mà mình ăn á lúc mà mình ăn á mình có chỗ ăn không có chỗ ăn chứ lúc mà các bạn ăn các bạn có chỗ ăn có chỗ ăn chứ gọi là canteen tin đúng không cái phòng lunch á, lunch room nó kêu như thế <laughs> nhưng mà nhiều người ta không thích người ta đem cái vỏ cơm á, người ta ra ngoài người ta ăn ngồi xe đó người ta vừa nghe nhạc người ta vừa ngồi cái ghế mày ghế ghế xe nó cũng sướng hơn cái niệm ngồi cũng sướng mở máy lạnh lên ngồi hưởng thụ ăn 5 10 phút, còn 20 phút nửa tiếng không? Ngồi đó nằm đó nghe nhạc chút xíu, chợp mắt 5 10 phút đi vô cài. Còn bạn ngồi ở trong phòng ăn, bạn bạn tám, bạn ăn được không? Được. Nó cứ lôi chiếc xe vô. Hả có, đó, nó có lôi chiếc xe vô. <laughs> chiếc xe đó chừng nào đó, mà, mà bạn sống luôn ở trên xe đó, đó mới gọi là bạn ăn ngủ trên xe đó. Mình cùng nhau chia sẻ cái bài này thử các bạn. Cuộc sống Việt Kiều Mỹ muốn có nhiều tiền phải cực khổ như trâu như ngựa. Tiểu đề của mình là Việt Kiều Mỹ thà ở ở Mỹ còn có nhiều tiền còn hơn ở Việt Nam là hai bàn tay trắng. <laughs> Qua tới Mỹ rồi đi cài thì có tiền, không đi cài thì không có tiền thôi. Thế okay. ai kêu mình bắt mình đi cài đâu, rồi bắt đầu nó thang đủ thứ hết. Các vị đừng lấy làm lạ ở Mỹ ăn ngủ trên xe khá bình thường. Xe hơi vừa là chỗ ngủ cũng là vừa chỗ ăn đối với những con người bận rộn mãi mới kiếm tiền không khoái. Ví <laughs> dụ mình ngồi trên xe, mình livestream. Mà trong xe livestream là là the best. Tại sao? <laughs> Tại sao trong xe livestream nói chuyện là tốt nhất hoặc là những người đang ngồi ở đây nè, cái phòng này livestream là tốt nhất. Tho thâu âm là tốt nhất. Thí dụ cái phòng này nó là nó nó giống như Việt Nam á, là những cái phòng thâu âm á, nó đã có cách cách âm hết rồi các bạn âm thanh nó rõ ràng hơn trong xe nó cũng vậy bạn kéo kiến lên một cái là âm thanh của nó nó êm nó êm cái âm thanh ok còn ở ngoài tập âm nó đủ thứ hết cho nên người ta mình có ngồi ở ngoài được không sao không được mùa hè ngồi ngoài nói chuyện được sống được nhưng mà trong xe nó êm hơn sướng hơn ngồi ghế niệm ngồi ghế da ngồi ghế đã hơn Ok. ở Mỹ xe hơi không giống như Việt Nam nó như một cái nhà di động mà có khi thời gian trên xe còn nhiều hơn ở trong nhà cái này nó hơi sai sai sao đó, bạn. bạn ở trong xe còn hơn nhiều ở trong nhà bây giờ bạn đi làm mà bạn nó cho cho nó xa luôn như mình đó bốn chục phút ừ. về bốn chục phút bạn ở nhà đó nếu mà bạn làm hai chớp ít nhất bạn cũng phải ở nhà là 5 tiếng đúng không 16 tiếng 16 tiếng làm hai việc đó. nó cứ lôi chiếc xe ra để nó dìm hàng ở à, dịch kiều lên khổ lắm ở ngủ trong xe ở trong xe ỉ. ỉ trong xe là không có nha ok không có nào khùng mà ỉ trong xe ok người ta muốn ị người ta đi vô cây xăng ta ị tại sao không phát gì ị trong xe hả làm như là ở trong việt nam là không có chỗ chỗ tiêu chỗ tiểu hả chạy cây xăng mẹ vô cây xăng mà muốn ị muốn ị gì đó thì ai cấm mình nó nó, nó tàu lao không à Việt kiều Mỹ muốn có thu nhập khá thường là phải làm 12 tới 16 tiếng <laughs> thì cũng đúng đó, nó muốn có thu nhập khá lo mà cài đi, còn hơn ở Việt Nam là 12 tiếng một ngày Không có cái gì hết các bạn Bạn làm 7 triệu rưỡi 5 triệu rưỡi Mà làm 12 tiếng 13 tiếng Có được 10 triệu về xài hết Đóng tiền cho con Cho cha mẹ già ở quê nhà Tiền trọ không còn gì hết Mà nó cứ qua đây xong cái đầu nó than Nó nói gì kiều khổ này. Một ngày tôi cài, đó tôi là cái người này là chủ bút, thấy cho là vậy đi, tại nó ghi vậy. Một ngày tôi cài tôi làm hai công việc chỉ tranh thủ những cái lúc giải lao ra xe ăn uống cho lại sức và nghỉ ngơi một chút rồi lại bắt tay vào công việc tiếp theo đây là một cái bạn thấy không một ngày tôi làm công việc hai công việc chỉ tranh thủ lúc giải lao ra xe ăn ai bắt anh ra xe ăn ăn lúc giải lao ai bắt anh ra xe anh ăn rồi xong rồi anh than á là việc kiều ăn uống trong xe đúng không lúc giải lao anh có phòng ăn sao anh không ăn anh ra xe là quyền của anh bạn ra xe là quyền của bạn tại sao bạn lại lô chiếc xe vô là bạn nói là việt kiều là ăn trong xe ngủ trong xe cái này là anh đánh lận con đen <laughs> ok anh nói là lúc giải lao giải lao là break time ok anh ra xe là quyền của anh đạt nguyễn ra xe là quyền của đạt nguyễn lúc đó giải lao còn đặc quý muốn ngồi trong phòng lunch phòng ăn để ngồi ngồi đó uống cà phê uống nước nó bán thức ăn nó mình lấy đồ ăn ra mình ăn mình coi tivi nó có luôn đó là quyền của mình đây là nó nó lấp liếm nó lôi chiếc xe vào ok ai muốn ra xe ra <laughs> họ thích ra là họ ra họ không thích họ không rồi lại bắt tay vào công việc tiếp theo một tháng sinh hoạt là bao nhiêu thứ chi phí cần phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền bảo hiểm, tiền bảo hiểm xe. hỏi bạn những cái kể trên ở Việt Nam bạn có trả không các bạn? <laughs> tiền điện hóa trời cao, tiền ga ngút ngàn, tiền xăng trên trời, bảo hiểm y tế bạn có trả bảo hiểm y tế không? có luôn, chưa chắc tốt, hiểu không? bảo hiểm xe có không? có luôn. vì thế càng có cơ hội kiếm tiền tôi càng lại càng ham làm việc ở mỹ thì nó gọi là lòng tham lòng tham tốt khi mà bạn làm nó việc tiền nó nhiều quá Đúng không còn ở việt nam những cái chi phí gì ở đây việt nam đều cũng phải chi phí hết đồ ăn chuẩn bị chẳng có nhiều đôi khi là những món ăn nấu từ hôm qua hâm nóng lại ăn trong giờ nghỉ chút rồi lại à, quay làm ở mỹ thì nó là như vậy thôi <laughs> thường ăn là hai ngày ba ngày luôn mình là mỗi ngày như thế, đầu đầu nấu nấu một nồi một nồi thiệt bự ví dụ là một nồi thịt, một nồi cá hoặc thậm chí phở các bạn ở Mỹ là vậy. À, anh không chấp nhận được thì đừng tới, anh không chấp nhận được thì hãy trở về quê hương. <laughs> bạn thấy nấu một nồi phở lên xong rồi bỏ vô từng cốc từng cốc bỏ freezer đến khi ăn lấy ra. Cuộc sống ở Mỹ nó là như thế không có ai rảnh đâu mà nấu cho ăn mà muốn ăn á, thì đi bạn biết rồi hên hên á, thì ở chỗ nó gần chút xíu xui đi ba chục phút nhưng cái khu của mình đây không có không có quán phở hồi trước con có <laughs> hai quán luôn ở đây ra 10 phút nè mà nó bán cho mỹ á, dở ẹt rồi đến khi nó cũng đóng luôn bây giờ mình muốn đi á, là mình đi phải là nửa tiếng hoặc 50 phút luôn đó các bạn <laughs> chịu thôi được nay mất kia mà anh muốn cái gì cũng có hết vừa muốn có tiền vừa muốn ở lại với quê hương vừa muốn ăn phở là bước ra có vừa muốn ăn chơi ở bên đây bùng không không có bạn nhậu tiếp theo có tiếp nè làm việc khá linh hoạt được chia thành 2 ca 8 tiếng và 12 tiếng à, ngày trước tôi thường nhận đi làm là 8 tiếng 2 ca để mà gọi lưng phiên à, giữa hai công việc đó nghỉ là một tiếng tới 2 tiếng nghỉ ngơi lúc này chỉ chỉ có nằm nằm nghỉ chút thôi à, chỉ có ra xe nằm nghỉ chút thôi ai cứ muốn ra xe nằm nghỉ cái đó là chuyện của mình còn không muốn thì kiếm chỗ nào đó thì nằm nằm ở chỗ nào góc nào đó. tự nhiên có lôi chiếc xe vô cái là việt kiều ăn ngủ trong xe đó nó vậy đó đồ ăn thức uống trên xe luôn có sẵn sàng thậm chí cả hộp quẹt hộp quẹt nó để làm gì nó hút thuốc hả hả trong xe không có hả hút thuốc hả à? họ biết nó để hộp quẹt để làm gì <laughs> hút thuốc không cần hộp quẹt các bạn nếu mà bạn có xe đúng không bây giờ mình không biết cái xe mình mồi thuốc ở đâu nhưng mà nó có đó qua mỹ sướng đâu không thấy chỉ thấy cài như châu mình thấy không biết á tụi này nó nghĩ sao <laughs> cài như châu là cài sao các bạn bây giờ hỏi ba bạn làm một công việc các bạn là làm một công việc ở việt nam thí dụ bạn làm công việc à, giày dép may mặn đúng không bạn biết á, những cái người quen của mình à, làm trong cái hãng may á may mặt á may đồ giống việt nam ví dụ cái việt nam là nó may áo đi ở bên đây á, là nó cũng có thể là may may giống mái vậy luôn <laughs> bạn biết á, làm tàn tàn xuống chết mẹ luôn trả 17 đồ hãng may á rồi bây giờ á, nói nè qua mỹ sướng đâu không thấy chỉ thấy cày như châu <laughs> Bây giờ nói bạn làm cái hãng cơ khí ở Việt Nam đi Bạn nghĩ bạn sướng hơn mình hay mình sướng hơn bạn à, Bạn làm hãng cơ khí ở Việt Nam á Bạn sướng hơn mình hay mình sướng hơn bạn Mà nó nói là qua bên Mỹ cài như cháu Ở Việt Nam không cài sao à, tụi, tụi này không biết làm sao Thế nên tôi mới nói hay đùa ở Việt Nam có 12 con giáp chứ ở Mỹ có hai con à, châu và ngựa. <laughs> không nói châu và bò, ngựa giờ đấu ai cài hồi xưa thôi, thấy không? Ở Việt Nam không cài hả các bạn? Các bạn trả lời cho mình có bạn. Ở Việt Nam có cài không? Một người lái xe tải 18 bánh ở Việt Nam, một tháng các bạn lãnh bao nhiêu? 10 đến 15 triệu đúng không? ở bên Mỹ đế này một người lái xe tải nó cũng lái như các bạn đó từ bắc xuống nam từ đông sang tây từ Cali qua New York từ Texas lên Minnesota lên New York qua Cali 10.000 đô một tháng các bạn <laughs> nhưng thật sự là đâu có ai bắt mình hao tốn sức lực nhiều như vậy ở ai bắt đâu để không xuống xong rồi nó nói không là do mình chọn như thế mà tại sao Muốn nhà đẹp không? Muốn xe đẹp không? Ừ, muốn xài đồ xịn không? Có một cháu, có ông bố, ông ba, bà má còn Việt Nam khổ lắm. Tối ngày nó bệnh không à? Cài để đem về đó đó. Ừ. Vì làm việc ở Mỹ kiếm được khá nhiều tiền. Kiếm được nhiều nên ham làm. Ừ. Tính ra là một giờ ở Mỹ mà trả tham thì nó trả một rưỡi đúng không? Cho nên <laughs> đi cài một ngày bây giờ làm bạn thấy nè một ngày cài giờ đó là cũng 200 đô phải không 300 đô cho nên cài giống như vũ neo vậy đó. một ngày cài vũ năm sáu trăm đô 400 đô một ngày á xuống không cho nên vũ 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 Đà, ai bắt mình đâu tại vì đồng tiền nó bắt mà cứ nó cứ thang thì làm 8 tiếng đi về nghỉ đi Ờ qua Mỹ làm không thấy mặt trời Đạt Nguyễn đi làm không thấy mặt trời Nó nói vậy đó Đi làm không thấy mặt trời Đúng rồi đi làm tuổi sáng sao thấy mặt trời <laughs> Bạn đi làm 8 tiếng thì mình cũng 8 tiếng Bạn làm 12 tiếng thì mình cũng làm 12 tiếng Đâu khác gì nó <laughs> Ok Nhưng rút cuộc bạn có gì Và mình có cái gì Việt Kiều Mỹ có cái gì Cho nên thà ở Mỹ Cài như bò như châu mà nó có còn hơn ở Việt Nam nhõng nhõng mà hai bàn tay trắng mà chưa chắc nhõng nhõng đâu các bạn có tiền thì sướng cái thân đó là tư tưởng của những người mới qua đây là như vậy có tiền rồi sướng cái thần tư tưởng của người mới qua mà tư tưởng của ai cũng vậy có tiền nó mới sướng chứ sang mỹ rồi thì cũng muốn kiếm tiền rồi cũng mua nhà mua cửa mua điện thoại mua xe ai mà chẳng có nhu cầu vật chất ở mà muốn mua nhà được thì phải đi cài ừ, thì cài xong 2 năm đóng thuế có thuế thu nhập thì nó mới cho mượn tiền chưa đâu có thuế thu nhập còn phải đi trả góp nữa kìa ừ, mới mua ok tôi tính trung bình á, làm hai công việc á, thì kiếm được á, cũng khá tiền <laughs> ok rồi để dành tiết kiệm rồi sau đó mua được căn nhà đau vô à, mua căn nhà trả góp đau vô Vậy sướng không? Ai kêu mình đi cài? Mình cài để gì? Để mình lấy tiền. Mình mua căn nhà. Nghĩ đến Mỹ cũng buồn lắm. Không có gì ăn chơi hết. Mà đó cũng than nữa là không có gì ăn chơi hết. Không có ai nhậu nhẹt hết. Không được xuống xuống như ở Việt Nam. Ở Việt Nam nó không có tiền lấy gì nhậu. Đại ca. <laughs> ở Mỹ nó cũng than buồn lắm. Tại vì nó đâu có biết đi đâu chơi đâu. Mà nó than buồn. Ở Mỹ không có gì ăn chơi hết người ta có ba có lớp không à, có có cái 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 chuyện người lớn chuyện người nhỏ gì đó mà nó đầy đó nó không biết tới nó đâu có biết đường đâu nó nói việt nam mới vui không có ai nhậu nhẹt cái này là tầm bậy nha các bạn <laughs> khi mà họ nói á không có ai nhậu là họ nói tầm bậy mình không phải là nhậu mình không có phải là dân, à, dân nhậu cho nên á, mình không có bè bè cho bạn mình nói dân nhậu là bè chứ không có bạn thường là hiếm lắm cái người nhậu mà bạn tới nó tới là một đống mười mấy hai chục đứa thậm chí ba bốn chục đứa cả trăm đứa luôn hỏi bạn bạn ở đâu ra vài người còn còn bạn nhưng mà nó còn một đống đó là nó chỉ có bè thôi. nếu mình đạt nguyễn mà dân ăn nhậu nói thiệt với bạn bè không dưới năm chục người bè không dưới 50 người nhưng mà mình không có thích mình không có thích chơi cái kiểu đó các bạn <laughs> mình chỉ có thích bạn thôi chứ mình không có thích bè ok ăn nhậu vô à, nếu mà bạn là dân ăn nhậu bạn sẽ nhậu mỗi tuần bè nhiều lắm có nha chứ không phải không đâu không được sung sướng như việt nam không biết nó so sánh sung sướng như việt nam là so sánh làm sao <laughs> thấy không không có ai ăn nhậu nhậu nhẹt hết phải À, không được sung sướng như ở việt nam ở việt nam được sung sướng ta nếu ở việt nam sung sướng thì những cái tên này nó không có đi qua tới mỹ các bạn nếu việt nam á, là sung sướng á, là họ không có bỏ quê hương họ đi khi mà họ qua đây rồi họ có nhà có cửa có tiền có bạc bắt đầu họ nói ở đây không có sung sướng đồ ăn thức uống không có không có người nhậu nhẹ bên đây bạn thấy không ở ngoài trời hiện tại rất nóng mình đang ngồi mát mẻ máy điều hòa chạy phà phà mùa đông các bạn hỏi mình tại trong nhà vẫn mặn như vậy mùa hè vẫn mặn như vậy nhiệt độ nó bình thường mà ừ. trong nhà nó bình thường muốn nóng có nóng muốn lạnh có lạnh đồ ăn thức uống không có sợ xài đồ xịn không mà nó nói khổ là khổ cái gì ta con cái nó đâu có lo tiền cho con đang học đâu ở Việt Nam mà bạn mới khổ đó. bạn lo cho con bạn nó ngày mai nó đi xin uh, tiền nó đi học thêm à, ngày mốt nó xin tiền nó đi bảo uh, bảo trì nhà trường bữa nọ đóng tiền đi học tiếng Anh đó, đóng học tiếng Anh hay vài chục triệu thậm chí cả trăm triệu đó. <laughs> chuyện trai gái cũng không hề đơn giản nếu có chẳng may quan hệ để lại hậu quả nghiêm trọng mà bị tố thì sẽ lo toan tính tiền trao support mấy ngày nay nay nay, nay, tôi nè nó à, đến chơi sông dông nè à, chơi sông dông nè ăn chơi xong có con có cái bỏ chạy nè. ở mỹ không có mà nó lôi đầu ra trả tiền thấy mà thì đừng chơi Ok sao thang nó ăn chơi chơi có con bỏ trốn hả không có đâu mẹ nó lôi đầu ra trả tới bà 18 năm ok thôi ráng nha bên đây người ta mê cờ bạc người ta là con người nào người nào mê cờ bạc thì người đó ráng mà chịu thôi các bạn không những người nào mê cờ bạc cái chuyện đó là chuyện của cự nhân từng cá nhân mà nói là cái chung đó, nó sướng hay nó khổ á ok còn cá nhân á, nó mê gái nó mê cờ bạc cái chuyện đó của họ qua đây mọi người mới thấy cảnh đó mới thấu hiểu được nỗi khổ bên này bên mỹ đồ ăn rẻ lắm ok nó nói bên mỹ đồ ăn rẻ là nó nói đồ ăn của mỹ rẻ đó <laughs> rồi xuống đây À, nói nói là đồ ăn của Việt Nam mắc lắm, cho nên á, mua có chút xíu à để mà ăn thôi, hiểu không? Bên đây đồ ăn rẻ lắm, à, đồ ăn Mỹ thôi. chứ đồ Việt bên này đắt lắm. Ai chẳng muốn sung sướng nhưng mà dẫu gì thì cũng là do mình chọn do chọn gì thang, chỉ còn cách tự động Viên bản thân, động viên bản thân, tự động viên bản thân Cố gắng làm lụng, cố gắng hoàn thành mục tiêu Để mình đề ra mà thôi Qua đây xong, ăn uống, đồ ăn thức uống đó, Gọi là đồ ăn ở Mỹ mắc lắm à, Đồ ăn Việt Nam ấy, là con người xa nhà Các bạn biết đấy nhớ lắm lúc nào cũng nghĩ về quê hương mình đôi khi chỉ có dám bỏ chút tiền mua đồ ăn quê thôi vì ở đồ ăn ở Việt Nam ở đây nó mắc lắm nó nó xạo giả dạ man luôn các bạn nào đồ ăn thức uống ở đây cho đồ ăn đồ của Mỹ đồ ăn Việt Nam nó đều rẻ hết nó tính ra đó, nó 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 tính ra bó rau ở Mỹ bảy 8 đô bó rau ở Việt Nam có mấy chục ngàn mấy ngàn nữa nó nó đi làm á là hai chục đô mà nó tính bó rau bốn ngàn ở việt nam á nó tính bó rau bảy đô ở đây nó mắc quá thì anh về việt nam anh làm 7 triệu thì anh mua bó rau mấy chục ngàn anh làm ở đây hai chục đô thì anh mua bó rau ở đây 7 đô không không chấp nhận thì chỉ có đi về việt nam thôi nhưng mà tại sao qua đây làm chứ ừ, qua đây chi tháng tháng bó rau thịt đồ, đồ đồ việt nam nó mắc đồ nào việt nam nó mắc Việt Nam bán cá ba sao qua đây Bán cá da trơn qua đây Phá giá Mỹ nó đập cho Thấy không Bằng hết Không có mặt hả nó, nó, còn bán giá rẻ nữa Phá giá đó Thấy không Mỹ nó kêu mày phải nâng giá lên Bán mật ong cũng vậy Qua đây hạ giá xuống Mỹ Nó kêu mày phải nâng giá lên Để á, những cái người á, local ở trong Mỹ nè Nó bán mật ong nó lỗ Nó bán cái những cái đồ ăn thức uống nó lỗ các bạn ừ. Cho nên nó, nó, nó phải ngang hết Mắc hồi nào qua làm đây làm á 20 đô 17 đô giờ mà cứ ngó về Việt Nam trời ơi trái cốc ở Việt Nam nó có 2.000 trái cốc ở đây nó 2 đô hiểu không, không trái ổi ở đây nó 5 đô trái ổi Việt Nam nó 5.000 cho nên trời ơi đồ ăn ở đây mắc mẹ nó đang làm 15 đô 17 đô mà nó cứ ngó về Việt Nam nó nói đồ Việt Nam rẻ thì về Việt Nam mà ăn về Việt Nam ăn các bạn thì đi qua đây là vì lý do gì hả qua đây cài mà có nhà có cửa có xe có đồ đề hoài mà nó cứ than hoài luôn ngày nào cũng vậy đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video đây xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hẹn gặp lại sau rồi. xin chào tạm biệt và bye bye